Trong cái bài sắp xếp, chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái phương thức là trong cái bài quản lý sinh viên, chúng ta bổ sung thêm cái phương thức sắp xếp để các bạn làm bài lắp 5 phần sắp xếp nha. Như vậy để mà sắp xếp thì các bạn coi lại cái phần slide của mình, nó nằm ở cái phần collection nha các bạn. Ok, đợi thầy tí. Đây, nó nằm ở phần phía sau collection. Đây, collection short ha. Như vậy collection short này thì chúng ta sẽ sắp xếp mảng với cái comparator, chúng ta sẽ tự định nghĩa, bởi vì cái sinh viên của mình nó có đến hai phương thức, cho nên là chúng ta sẽ chọn một cái hai cái thuộc tính, hai thuộc tính, cho nên chúng ta chọn thuộc tính là sắp xếp theo họ tên hay là sắp xếp theo điểm. Thì chỗ này các bạn sẽ viết thêm cái phần sắp xếp. Để mà sắp xếp thì trước đó các bạn sẽ chuẩn bị cho thầy cái comparator. Comparator, và chúng ta có là sinh viên, COMB bằng new comparator. Ok, mình chỉ cần vậy thôi, mình không có comparator sinh viên. Ok, và các bạn sẽ viết lại cái đoạn code chỗ này. Mình sẽ return ô 1 chấm get điểm trung bình, mình so sánh điểm trung bình compare với lại ô 2 chấm get điểm trung bình, mình so sánh hai cái đối tượng này với nhau. Đấy. Rồi, bây giờ chỗ này mình sẽ viết cái hàm so sánh ha. Public void sắp xếp thì mình sẽ sử dụng cái collection ở đây, và chúng ta sẽ collection cái gì chấm short, chúng ta sẽ chấm short danh sách sinh viên phẩy sắp xếp theo cái comparator này của mình. Đó, như vậy là chúng ta đã sắp xếp được chưa nào. Bây giờ chúng ta sẽ gọi cái phần sắp xếp ra, xóa xong rồi xuất. Bây giờ mình sẽ sắp xếp ha. Chỗ này mình khởi tạo xuất, sau đó thì mình sẽ sinh viên rào chấm sắp xếp, sau đó mình sẽ SL, rồi mình sẽ sinh viên rào chấm xuất một lần nữa. Đó, sắp xếp xong rồi mình xuất, mình xem thử kết quả nó thế nào. Cái này là chạy code cũ rồi. Đây, sắp xếp tăng dần. Còn nếu như bạn muốn sắp xếp giảm dần, muốn sắp xếp giảm dần thì chúng ta sẽ đổi ở đâu? Đó, chúng ta sẽ đổi cái gì? Chúng ta đổi cái chỗ này. Ví dụ chỗ này thầy có một cái compare tăng tăng thầy để ở đây là sắp xếp tăng, và chỗ này là compare tăng. Bây giờ thầy sẽ có một cái sắp xếp giảm nữa, thì chỗ này sẽ để compare là giảm
Muốn giảm thì bạn đảo cái số 2 thành số 1. Thế là giảm. Sắp xếp giảm. Chỗ này sắp xếp giảm. Ok. Đó. Mình định nghĩa cái comparator giảm thì nó sẽ sắp xếp giảm cho mình. Rồi, mình qua cái hàm main. Mình thử lại chỗ này là sắp xếp tăng. Sau đó thì cũng tương tự. Các bạn sẽ gọi cái hàm sắp xếp giảm. Chỗ này là tăng. Chỗ này là giảm. Xem thử là nó có đúng ý mình không ha. Tăng, giảm. Rồi, chỗ này tăng 3, 5, 6, 7. Chỗ này giảm 9, 8, 7, 6, 5, 3. Ok. Như vậy là chúng ta có cái này là ngẫu nhiên nè. Tùm lum hết. Tăng và giảm. Như vậy chúng ta đã làm xong cái hàm sắp xếp. Viết bên này. Như vậy khi mà các bạn viết cái lớp sinh viên nè, lớp trao nè, thì giả sử như cùng trong một cái project này và các bạn có thêm một cái lớp là môn học, ha, các bạn quản lý môn học, rồi các bạn sẽ quản lý giảng viên, thì ứng với một cái lớp môn học hoặc giảng viên thì bạn lại có môn học trao, sinh viên trao, bạn viết từng cái class để xử lý dữ liệu cho từng cái class con như vậy thì nó rất là hay, nó rất là thuận tiện ha. Các bạn sẽ viết theo cái cách này. Như vậy bên cái hàm main chúng ta sử dụng cực kỳ rõ ràng, cực kỳ clear, rất là dễ nhìn, được chưa các bạn? Như vậy cái phần này thầy đã bổ sung thêm cho các bạn cái phần sắp xếp. Như vậy thì để mà sắp xếp được, các bạn sẽ định nghĩa cho thầy một cái tham số là comparator. Comparator mình đặt tên gì cũng được, cái này là tên biến thôi mà. Nó có cái kiểu là comparator, giá trị kiểu dữ liệu là sinh viên. Và nó có cái phương thức để mà so sánh. O là object 1, à, object 1, object 2. Nó sẽ so sánh hai cái điểm với nhau. Nếu mà ở đây là O1 thì nó sẽ là tăng. O1 O2 thì nó sẽ là giảm.